À, xin chào anh chị mình nhan đã quay trở lại quý kênh kem vào buổi sáng hôm nay ngày 2 tháng 3 2023 hôm nay thì em báo giá cho anh chị mình đây chính là một cặp bò cái sát mới tách con nha giá thì rất là rẻ thì cái con bò đầu tiên này á, em kiểm tra thì sáng mặt sẽ lưng nó là nghiêm chỉnh á, đòn thì khá là dài nha cũng như là dưới đây là phần bù vú gì chị mình ha còn căng ha rúng thì lai chèn dò cẳng thì chân sau chân trước là hoàn thiện nó không có tật lỗi như áp xe hay bú giò bú cẳng cũng không có len vật chỗ nào ha bò này thì em đã quan sát và kiểm tra rồi nó hoàn toàn hoàn thiện 100% phần trăm ha về chiều cao thì con bò cái xác đầu tiên này thì em lấy thước em đo ngay xếp lưng thì nó cao là một mét hai bò nha cũng như là về màu da nè con bò mẹ này á, thì nó có lông dai sát màu đỏ mặt mà cái màu nó rất là đậm nha cái màu như là màu bánh mì khác nha chị khá là đẹp bò ha và nó không len không giá nè không điểm mi chỗ nào ha không tật lỗi nha cái con bò đầu tiên này á, thì anh chủ nhà trước cạnh mới tách con ra bán nha chị nên là chỉ còn con bò mẹ này thôi nha cái con bò mẹ này thì anh chủ nhà anh có nói với em á, thì anh đã vô nọc rồi nha vậy là anh cái tên là ba Bê nha là được hai bốn ngày ở thì về cô chú chị mình nuôi thì mình canh thêm giúp em nha đó về mặt yếm và phần gúng thì anh chị mình khỏi chê nha con bò này thì nói là mẫu bom bay là rất là mát sữa cũng như là anh chị mình thấy không mặc dù anh chủ nhà trước cạnh tích con ra mà mới tích con ra anh chị đó nhưng mà cái bầu vú anh chị mình hát nó vẫn còn sữa nha đó bầu này thì vú bóm nên chị mình khỏi chê nha rất là mát sữa cực kỳ nha chị bao mát sữa cho chị mình luôn nha đó khá là đẹp bò nha chị đó thì nói chung là hai con bò này á, thì ngày hôm nay mà anh chị mình nghe được cái giá của em thôi là anh chị mình hãy nhấc máy gọi trực tiếp ngay cho em để mình mua liền nha chị tại cái đôi bò này giá rất là rẻ nha đó và để tiếp tục cái hình ảnh của em tiếp theo á, thì em sẽ cập nhật cũng như là quay phim cho chị mình chính là một con bò cái sát số 2 á. cũng vừa mới tách con được vài ngày nha chị cái con số 2 này em kiểm tra thì sái mặt nó thì nghiêm chỉnh rồi Đó, còn đây là phần sái lưng nè Đòn thì dài, mông đùi hoàn thiện nha Đó, con bò số 2 này thì dàn rúng thì nó cũng lai chiền ha. Điệu nha bốn vú đều nha chị Và dưới đây nó là cái dàn chân anh chị, mình thấy không? Đó, dò cẳng là nó đi đứng hoàn thiện nè Đó, chị mình thấy vú bốm không? Đó, đó, dò cẳng nè Đó, trước sau là hoàn thiện nha anh chị con bò này thì nó không có tật lỗi giáp xe, không bú giò, bú cẳng, cũng không có len giật chỗ nào ha. Em bao hoàn thiện và không có tật lỗi như vậy. Về chiều cao thì con số 2 này thì em đo ngay số lưng thì nó cao là 1m21 bò. Và cái con bò này thì về màu da thì nó có lông da sét nè, màu đỏ mặt. Đó, không len, không giá, không điểm mi ha con bò này thì để được hai con rồi nha chị và anh chủ nhà trước anh cũng tách con ra rồi ha nên là bây giờ chỉ còn con bò mẹ thôi cái con bò mẹ số 2 này thì anh chủ nhà anh nói cho em là chưa có vô nọc nha chị đó có con đầu tiên là vô nọc rồi ha còn con số 2 này thì chưa vô nha thì hai con bò này em nhắc lại cho anh chị là tình trạng nó là hoàn thiện ha và bò này em bán về cho anh chị mình á thì em sẽ bảo hành cho anh chị là bao loại đơm vật xạ cho anh chị mình trong vòng là 5 tháng độc quyền trên kênh của em nha và hai con bò này em sẽ báo giá công khai cho anh chị mình với mức giá ra rất là rẻ luôn anh chị 24 triệu anh chị đó 24 triệu mà anh chị mình mua được hai con bò này mình đem về nuôi sinh sản nè mình nuôi ủ cũng được con anh chị đó giá thì 12 triệu một con anh chị mình mua được hai con bò này 24 triệu anh chị giá rất là rẻ nha đó hai con bò này thì anh chủ nhà anh bán cặp nha anh chị đây là những anh chị mình đang cần cái đôi bò này đó thì mình hãy nhấc máy lên gọi trực tiếp ngay cho em để chúng ta là mua được hai con bò này về nuôi sinh sản hoặc nuôi ủ cũng được luôn nha chị